chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hằng, đến từ trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công chưa được bao lâu, thực dân Pháp được sự tiếp tay của các nước đế quốc đồng minh đã quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Chúng đơn phương xóa bỏ tất cả những hiệp định sơ bộ mùng 6 tháng 3 năm 1946 và hiệp tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, tăng cường các hoạt động quân sự nhằm phá hoại nền hòa bình của dân tộc ta. Đứng trước tình thế đó, Đảng và Chính phủ đã có những quyết sách gì để đối phó với chúng? Cô và các em sẽ đi tìm hiểu nội dung của bài hôm nay. Các em lưu ý, trong sách giáo khoa hiện hành, chúng ta tìm hiểu bài 25, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược 1946-1950. Trong sách giáo khoa mô hình trường học mới, chúng ta tìm hiểu mục 1, 2, 3, 4, phần 2 Nam Mã, bài 23, Việt Nam từ năm 1945 đến năm 1954. Và hôm nay, để tiện theo dõi cho các em học tập, cô sẽ sử dụng sách giáo khoa hiện hành để làm tài liệu giảng dạy. Và chúng ta sẽ đi tìm hiểu lần lượt các nội dung chính như sau. Nội dung thứ nhất, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Nội dung thứ hai, cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16. Nội dung thứ ba, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Và bây giờ, cô và các em sẽ đi tìm hiểu nội dung chi tiết của bài học. Như chúng ta đã thấy, sau những nỗ lực đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa với Chính phủ Pháp để công nhận một Việt Nam độc lập không thành công, trái lại nền hòa bình của dân tộc ta đang bị phá hoại nghiêm trọng bởi dã tâm quay trở lại xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp. Trước những hoàn cảnh đó, buộc Đảng và Chính phủ phải quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược. Vậy cuộc kháng chiến diễn ra như thế nào? Chúng ta đi tìm hiểu nội dung thứ nhất của bài học. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ ngày 19 tháng 12 năm 1946. Chúng ta đi tìm hiểu một nhỏ, kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Với việc chuẩn bị bài ở nhà và theo dõi sách giáo khoa, các em hãy cho cô biết cuộc kháng chiến toàn quốc của nhân dân ta bùng nổ trong hoàn cảnh nào? Chúng ta đã thấy rằng, sau Hiệp định Sơ Bộ mùng 6 tháng 3 năm 1946 và Tạm ước 14 tháng 9 năm 1946, ta đã nghiêm chỉnh thực hiện những điều đã ký kết. Còn về phía thực dân Pháp, với dã tâm xâm lược nước ta lần thứ hai, chúng tìm mọi cách để phá hoại những điều đã cam kết. Đầu tháng 11 năm 1946, tấn công các cơ sở cách mạng và vùng tự do của ta ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ. Ngày 20 tháng 11 năm 1946, chúng đánh chiếm một số vị trí quan trọng của ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn. Đầu tháng 12 năm 1946, liên tiếp gây xung đột vũ trang ở Hà Nội. Nghiêm trọng hơn nữa, ngày 18 tháng 12 năm 1946, chúng gửi hai tối hậu thư buộc chính phủ ta phải giao quyền kiểm soát thủ đô cho chúng. Chúng công bố, nếu ta không chấp nhận, ngày 20 tháng 12 năm 1946, chúng sẽ hành động. Đứng trước những hành động trắng trợn của thực dân Pháp, thì Đảng và Chính phủ ta đã đối phó bằng cách nào? Trước những sự gây hấn của thực dân Pháp, đã đặt cho Đảng và Chính phủ ta đứng trước một trong hai sự lựa chọn, hoặc là chiến đấu, hoặc là phải đầu hàng. Ta đã chọn con đường quyết tâm chiến đấu để bảo vệ nền độc lập dân tộc và chính quyền vừa mới giành lại được. Vì vậy, ngày 18 và 19 tháng 12 năm 1946, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã họp tại Vạn Phúc, Hà Đông và quyết định phát động toàn quốc kháng chiến. Tối ngày 19 tháng 12 năm 1946, thay mặt Đảng và Chính phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Vậy, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh như thế nào? Cô mời chúng ta cùng lắng nghe. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng,
thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gươm thì dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuồng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian khổ kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Chúng ta vừa lắng nghe lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy các em hãy cho cô biết, cuộc kháng chiến của chống thực dân Pháp của nhân dân ta diễn ra vào thời điểm nào? Và nhân dân ta đã hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ra sao? Ngay sau lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh được phát ra, thì đêm 19 tháng 12 năm 1946, tiếng súng kháng chiến toàn quốc đã bắt đầu với sự hưởng ứng của nhân dân cả nước và nhưng trước hết là nhân dân Hà Nội. Vậy trong thời kỳ này, Đảng và Chính phủ đã đề ra cái đường lối kháng chiến của nhân dân ta như thế nào? Chúng ta đi tìm hiểu phần hai nhỏ, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta. Các em hãy cho cô biết, đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta được Đảng và Chính phủ đề ra như thế nào? Chúng ta đã thấy rõ, nội dung của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta được thể hiện rất rõ trong lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong bản chỉ thị toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng và trong tác phẩm kháng chiến nhất định của Tổng Bí thư Trường Chinh vào tháng 9 năm 1947. Và đường lối đó được cụ thể hóa là kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Vậy các em hiểu cái đường lối kháng chiến của ta là như thế nào? Kháng chiến toàn dân là toàn dân tham gia làm kháng chiến. Nhưng chúng ta dựa vào chủ yếu là lực lượng của ba thứ quân, bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích. Kháng chiến toàn diện là chúng ta đánh địch trên tất cả các mặt trận, quân sự, chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, nhưng quan trọng và quyết định là trên mặt trận quân sự. Trường kỳ là kháng chiến lâu dài, ta vừa đánh địch, vừa phải xây dựng lực lượng và phát triển kinh tế. Tự lực cánh sinh là ta dựa vào sức người, sức của ta là chủ yếu, không trông chờ ỷ lại vào bên ngoài và tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của quốc tế. Với đường lối kháng chiến như vậy của Đảng ta, Đảng đã chủ trương đẩy mạnh cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Nhưng trước hết, đó là đẩy mạnh các cuộc chiến đấu ở các đô thị. Vì sao lại như vậy? Và cuộc chiến đấu ở đô thị nó có ý nghĩa như thế nào? Chúng ta tìm hiểu sang nội dung thứ hai của bài học. Cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc Vĩ Tuyến 16. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cuộc chiến đấu ở các đô thị đã diễn ra như thế nào? Chúng ta tìm hiểu ý thứ nhất, đó là về diễn biến. Về phần diễn biến, theo định hướng giảm tải của Bộ Giáo dục, các em có thể về nhà tìm hiểu thêm sách giáo khoa. Tuy nhiên, cô sẽ hướng dẫn các em đi nắm một số những sự kiện cơ bản nhất. Và các em hãy quan sát lên trên lược đồ. Hà Nội là nơi mở đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc. Cuộc đấu tranh diễn ra quyết liệt giữa ta và địch ở sân bay Bạch Mai, khu Bắc Bộ Phủ, phố Khâm Thiên và ga Hàng Cỏ, phố Hàng Đậu, Hàng Dầu, vân vân. Đến ngày 17 tháng 2 năm 1947, Trung đoàn Thủ đô chủ động rút khỏi vòng vây của địch về căn cứ an toàn. Ở Nam Định, Huế, Đà Nẵng cũng phối hợp quân ta phối hợp chiến đấu.
quân dân ta chủ động tấn công để tiêu hao một bộ phận sinh lực của địch, đồng thời bao vây giam chân địch trong thành phố, tạo điều kiện để hậu phương của ta di chuyển toàn bộ kho tàng, công xưởng, cơ sở vật chất về căn cứ cách mạng. Vậy tại sao Đảng ta lại chủ trương đẩy mạnh các cuộc chiến đấu ở các đô thị? Các em đã thấy rằng thực dân Pháp thực hiện kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não của ta ở Hà Nội và tiêu diệt quân chủ lực của ta ở các đô thị. Vì vậy, ta đẩy mạnh cuộc chiến đấu ở các đô thị nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực của địch, đồng thời bao vây và giam chân chúng để cơ quan và trung ương đảng của ta rút về căn cứ kháng chiến. Hơn nữa, đô thị cũng là trung tâm kinh tế chính trị. Ta đẩy mạnh bao vây giam chân địch để di chuyển cơ sở vật chất, kho tàng công xưởng về chiến khu để thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống. Vậy cuộc chiến đấu ở các đô thị đã có ý nghĩa như thế nào? Với cuộc chiến đấu ở các đô thị, nó đã giam chân địch, không cho chúng mở rộng địa bàn chiếm đóng và chặn đứng âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, tạo điều kiện cho cả nước bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. Sau khi chiếm được một số đô thị không người, thực dân Pháp dồn toàn bộ lực lượng tiến hành cuộc tiến công tổng lực để nhằm tìm kiếm những giải pháp về quân sự. Trước âm mưu và thủ đoạn đó, Đảng và chính phủ ta đã chủ động đối phó như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sang nội dung thứ ba của bài học. Chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Tại sao bước vào Thu Đông năm 1947, ta lại chủ động mở chiến dịch Việt Bắc? Chúng ta đi tìm hiểu một nhỏ, đó là thực dân Pháp tiến công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Để tấn công căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc, thực dân Pháp đã thực hiện âm mưu như thế nào? Và mục tiêu của họ là gì? Để thực hiện tấn công căn cứ địa Việt Bắc, thực dân Pháp thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh nhằm giải quyết những khó khăn về phạm vi chiếm đóng, đồng thời để phá căn cứ kháng chiến của cả nước, tiêu diệt cơ quan đầu não và quân chủ lực của ta, khóa chặt biên giới Việt Trung nhằm ngăn chặn sự liên lạc giữa ta và quốc tế, giành thắng lợi quân sự quyết định kết thúc nhanh chiến tranh. Vì vậy mà thực dân Pháp đã mở cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc. Trước sự tấn công của căn cứ địa Việt Bắc và với thực để thực hiện âm mưu đó thì chúng đã hành động như thế nào? Chúng ta sang ý thứ hai, đó là hành động. Để tấn công được căn cứ địa Việt Bắc thì thực dân Pháp đã có những hành động gì? Cô mời các em quan sát lên lược đồ. Các em chú ý cho cô, vòng tròn đỏ là nơi mà thực dân Pháp cho quân nhảy dù. Mũi tên màu đen là mũi tấn công của quân Pháp. Căn cứ địa Việt Bắc bao gồm 6 tỉnh, đó là Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Hà Giang, Tuyên Quang và Thái Nguyên. Vậy để thực hiện âm mưu tấn công căn cứ địa Việt Bắc, thực dân Pháp đã làm gì? Với quyết tâm tiến hành cuộc tiến công lên căn cứ địa Việt Bắc, thực dân Pháp đã huy động 12.000 quân và hầu hết các máy bay ở Đông Dương, chia làm 3 cánh quân tấn công xuống căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 7 tháng 10 năm 1947, chúng cho quân nhảy dù xuống Bắc Cạn, Chợ Mới, Chợ Đồn. Cùng ngày hôm đó, mùng 7 tháng 10 năm 1947, một cánh quân bộ từ Lạng Sơn dọc theo đường số 4 đánh lên Cao Bằng, một bộ phận khác đánh theo đường số 3 xuống Bắc Cạn, tạo thành gọng kìm bao vây phía đông và phía bắc của căn cứ địa Việt Bắc. Ngày 9 tháng 10 năm 1947, một binh đoàn hỗn hợp gồm có quân bộ, quân thủy, ngược sông Hồng, sông Lô, sông Gâm lên Tuyên Quang, Chiêm Hóa, Đài Thị.
bao vây phía tây của căn cứ địa Việt Bắc. Với chiến thuật gọng kìm nhằm kẹp chặt căn cứ địa Việt Bắc. Vậy, với việc tấn công căn cứ địa Việt Bắc của thực dân Pháp, Kem có nhận xét gì về lực lượng, quy mô cuộc tấn công của thực dân Pháp và điều đó nó thể hiện cái quyết tâm gì của chúng? Với lực lượng quân sự mạnh, phương tiện chiến tranh hiện đại và chúng ta đã thấy được rằng thể hiện cái quyết tâm của thực dân Pháp là phải phá bằng được căn cứ địa của cả nước, tiêu diệt quân chủ lực của ta và cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến. Với âm mưu và thủ đoạn của thực dân Pháp như vậy, thì quân dân ta đã chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu sang nội dung thứ hai nhỏ, đó là quân dân ta chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc. Trước sức tấn công của thực dân Pháp, quân dân ta đã chiến đấu bảo vệ căn cứ địa Việt Bắc như nào? Chúng ta tìm hiểu ý thứ nhất là diễn biến. Về nhà, các em sẽ theo dõi và đọc thêm sách giáo khoa. Tuy nhiên, để có cái nhìn khái quát về diễn biến của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, cô mời các em sẽ theo dõi một đoạn video sau. Trước tình hình đó, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị phải phá tan cuộc tiến công mùa đông của thực dân Pháp và đề ra phương hướng hành động, phải đánh địch khắp mọi nơi. Bộ Tổng Chỉ huy quyết định mở chiến dịch phản công nhằm đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của Pháp lên Việt Bắc, bảo vệ căn cứ địa cách mạng và cơ quan đầu não kháng chiến của ta. Chiến dịch đã diễn ra rất quyết liệt giữa ta và địch, với hai đợt chiến đấu liên tục. Đợt 1 từ ngày 7 tháng 10 đến 20 tháng 11. Đợt 2 từ ngày 21 tháng 11 đến 20 tháng 12 năm 1947. Các đơn vị của ta thực hiện đại đội độc lập, tiểu đoàn tập trung và đánh du kích, đánh vận động trên các địa bàn. Trọng điểm là các mặt trận đường số 3, đường số 4, sông Lô, bẻ gãy các mũi tiến công đường không, đường bộ, đường thủy của địch. Ngày 19 tháng 12 năm 1947, chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947 toàn thắng. Việt Bắc đã trở thành mộ chôn quân Pháp với hơn 6.000 tên địch bị loại, bắn rơi 16 máy bay, bắn chìm 11 cano và tàu chiến, phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh khác. Các em vừa theo dõi đoạn video về tư liệu về diễn biến của chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947. Vậy qua diễn biến của chiến dịch, hãy nêu cho cô cái kết quả quan trọng nhất mà chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947 đã đạt được là gì? Như vậy, sau 70 năm ngày đêm chiến đấu liên tục, cuối cùng thực dân Pháp đã phải rút khỏi Việt Bắc. Âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của chúng đã hoàn toàn bị thất bại. Cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo toàn, bộ đội chủ lực ngày càng trưởng thành. Với thắng lợi đó, nó đã có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta? Với thắng lợi to lớn như vậy, chúng ta thấy rằng nó có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Vì đây là chiến dịch phản công lớn đầu tiên của ta giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Nó đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng chiến của Đảng, sự vững chắc của căn cứ địa Việt Bắc. Sau chiến thắng này, ta có điều kiện để xây dựng và phát triển lực lượng của cuộc kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh. Ta đã làm thất bại được âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp, buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với ta. Như vậy, sau thất bại trong chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947, thực dân Pháp có từ bỏ dã tâm hay chúng vẫn cố gắng tìm kiếm những giải pháp về quân sự? Với chiến thắng Việt Bắc 1947 của nhân dân ta đã mở ra một thời kỳ mới cho cách mạng Việt Nam. Đó là chuyển từ thế tấn phòng ngự sang thế tiến công và đưa cách mạng Việt Nam bước sang một giai đoạn mới. Bước phát triển của giai đoạn của cách mạng Việt Nam như thế nào? Ở tiết sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Để củng cố bài học, hôm nay cô và các em sẽ đi làm một số bài tập. Trước hết chúng ta làm bài tập trắc nghiệm. Với bài tập trắc nghiệm, cô có các bài tập như sau. Câu 1.
hành động nghiêm trọng trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta. Cô có các đáp án, các phương án như sau. A. Ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ, Pháp tiến công các cơ sở cách mạng của ta. Ở Bắc Bộ, thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn. Ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây những cuộc xung đột vũ trang. D. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ hạ vũ khí đầu hàng. Trong 4 phương án này, các em chọn phương án nào là đáp án đúng? Phương án đúng của chúng ta đó chính là phương án D. Ngày 18 tháng 12 năm 1946, Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải hạ vũ khí đầu hàng. Câu 2. Tài liệu nào sau đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng? A. Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh. B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. C. Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng. D. Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vậy các em chọn phương án đúng là phương án nào? Phương án đúng là phương án B. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúc mừng các em đã có phương án đúng là phương án B. Câu 3. Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của ta là gì? A. Thần tốc, táo bạo hơn nữa. B. Táo bạo, chớp thời cơ nhanh chóng, tự lực cánh sinh. C. Toàn dân toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. D. Toàn dân toàn diện, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Vậy các em chọn phương án nào là phương án đúng? Phương án đúng của chúng ta là phương án C. Toàn dân toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế. Chúng ta chuyển sang làm bài tập tự luận. Với bài tập tự luận, cô có các bài tập như sau. Câu 1. Tại sao trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, ta phải chiến đấu lâu dài và tự lực cánh sinh? Các em hãy suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi này. Với câu hỏi này, cô có các gợi ý như sau. Ta phải chiến đấu lâu dài vì địch thực hiện âm mưu đánh nhanh thắng nhanh. Để phá kế hoạch đó của chúng, ta phải đánh lâu dài. So sánh lực lượng giữa ta và địch, lúc đầu chênh lệch, địch mạnh hơn ta cả về quân sự, về kinh tế. Hơn nữa, cuộc chiến đấu của nhân dân ta là sự chuyển hóa lực lượng, làm cho địch yếu dần, ta càng đánh càng mạnh. Ta phải tự lực cánh sinh là vì lúc đầu ta bị bao vây, cô lập và không có sự giúp đỡ ở bên ngoài. Mặt khác, cuộc kháng chiến của nhân dân ta phải do chính ta thực hiện là chủ yếu. Câu hỏi thứ hai. Phân tích ý nghĩa của cuộc chiến đấu thắng lợi ở các đô thị, mở đầu kháng chiến và chiến dịch Việt Bắc Thu Đông 1947. Với câu hỏi này, các em cần xác định những kiến thức trọng tâm là gì? Với câu hỏi này, cô gợi ý các em. Cuộc chiến đấu ở các đô thị đã tạo ra thế trận cho chiến tranh nhân dân, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến tọa lâu dài, toàn dân toàn diện. Với chiến dịch Việt Bắc Thu Đông năm 1947, nó đã chứng minh sự đúng đắn của đường lối kháng chiến lâu dài, toàn dân toàn diện của Đảng và sự vững chắc của căn cứ địa kháng chiến Việt Bắc. Nó là mốc đánh dấu sự so sánh lực lượng giữa ta và địch thay đổi theo chiều hướng có lợi cho ta. Với chiến thắng Việt Bắc, đã tạo thêm điều kiện cho ta xây dựng và phát triển lực lượng kháng chiến toàn quốc, toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực, cánh sinh. Như vậy, với kiến thức mà hôm nay các em đã tìm hiểu của bài, và cô tin rằng các em sẽ bổ sung được một số những kiến thức cơ bản vào bộ môn lịch sử của mình, và các em tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông sắp tới với một kết quả như mong muốn.
Về nhà, các em sẽ ôn lại những nội dung chính của bài học và chuẩn bị cho cô một số cái nội dung của bài 26 để giờ sau chúng ta sẽ tìm hiểu. Với kiến thức của bài hôm nay chúng ta tìm hiểu, cô tin rằng các em sẽ có thêm những kiến thức của bộ môn lịch sử để các em có thể tự tin bước vào kỳ thi trung học phổ thông sắp tới với kết quả như mong muốn. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Thân ái chào tạm biệt các em.